Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Vlog Khởi nghiệp. Thị trường bất động sản vẫn luôn là kênh đầu tư hấp dẫn mà nhiều người muốn tham gia. Vậy nhưng bạn có biết khi muốn dấn thân vào đầu tư một mô hình kinh doanh nào, nhà đầu tư cần phải nắm rõ những kiến thức cơ bản để quá trình đầu tư được thuận lợi hơn không? Với đầu tư bất động sản, bạn càng cần phải nắm rõ bởi lợi nhuận cao nhưng cũng thu về rủi ro lớn. Video này, hãy cùng với Vlog Khởi nghiệp học đầy đủ những kiến thức quan trọng về đầu tư bất động sản nào. Đầu tư bất động sản là gì? Đầu tư bất động sản là việc mua, sở hữu, quản lý cho thuê và bán bất động sản để thu về lợi nhuận. Tuy nhiên, có không ít nhà đầu tư bất động sản thường không tìm hiểu quá rõ và quan tâm về khái niệm này. Họ chỉ quan tâm việc mua sản phẩm bất động sản vào thời điểm giá thấp và bán ra thời điểm sản phẩm đạt được giá như mong đợi, nên họ thường đầu tư bất động sản theo cảm tính và số đông. Điều này là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng qua nhiều năm giá đất vẫn chưa tăng, rủi ro hơn là rót tiền vào những chủ đầu tư không uy tín, dự án ma khiến nhà đầu tư bất động sản trắng tay. Nếu bạn là một nhà đầu tư bất động sản thông minh thì bất động sản lại là kênh đầu tư an toàn và khá hấp dẫn. Thông minh ở đây không phải là ám chỉ những người tài giỏi, hiểu cao học rộng, mà cái thông minh ở đây là sự minh mẫn trong đầu tư. Việc tìm hiểu về vị trí chủ đầu tư pháp lý là điều thiết yếu duy nhất để đánh giá việc đầu tư bất động sản có hiệu quả hay không. Có nhiều loại đầu tư bất động sản, trong đó chủ yếu gồm: đầu tư bất động sản là căn hộ chung cư, đầu tư bất động sản là nhà phố, đầu tư bất động sản là đất nền, đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng phân tích xem nên đầu tư bất động sản nào sinh lời. Trong khoảng thời gian 5 năm trở lại đây thì các loại hình bất động sản liên tục hoán đổi vị trí cho nhau trên đường đua doanh số, đặc biệt là căn hộ, bất động sản nghỉ dưỡng và đất nền là những hình thức thu hút được đông đảo nhà đầu tư nhất. Với đầu tư bất động sản đất nền là việc đầu tư tiền để mua mảnh đất còn nguyên bản, chưa chịu tác động đào lấp san bằng. Ưu điểm của bất động sản đất nền đó là phương thức thanh toán linh hoạt, có thể sử dụng hình thức trả góp và được quyền trả góp nhiều đợt khác nhau. Nhiều dự án được ngân hàng hỗ trợ với lãi suất hấp dẫn, tính thanh khoản cao nếu lựa chọn được dự án đất nền có vị trí hấp dẫn, chủ đầu tư uy tín. Không xảy ra nhiều rủi ro vì sản phẩm hữu hình có thể nhìn được, đánh giá được, sờ chạm được. Tài sản cố định khó rớt giá, có thể đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, cũng có một số nhược điểm như đất nền, vị trí đẹp và thanh khoản cao sẽ có giá rất mắc, thậm chí là rất khó bán lại hoặc phải chôn vốn rất lâu. Tính pháp lý của đất nền ở một số khu vực vẫn chưa rõ ràng, khiến cho việc đầu tư gặp nhiều khó khăn và rủi ro. Quỹ đất ở ngày càng ít nên nguồn cung cũng càng thấp, dễ bị chôn vốn lâu do cơ sở hạ tầng xung quanh khu vực đất chưa hoàn thành. Đầu tư bất động sản là nhà phố. Nhà phố là những ngôi nhà được xây tại vị trí mặt tiền đắc địa. Vị trí này sẽ mang lại nhiều thuận lợi về mặt kinh tế cũng như là nâng cao hiệu quả sử dụng ngôi nhà. Ưu điểm khi đầu tư vào nhà phố đó là thời gian sở hữu ngôi nhà là vĩnh viễn. Vì thuộc quyền sở hữu của mình nên chủ nhà có quyền sửa chữa, trồng tầng miễn là phù hợp với quy định về nhà ở của chính phủ. Không phải trả các loại chi phí quản lý, bảo trì, bảo vệ, gửi xe như khi sống tại các căn hộ chung cư. Ngoài nhu cầu để ở thì ngôi nhà của bạn còn có thể kinh doanh. So với chung cư thì nhà phố sẽ có tính riêng tư cao hơn. Còn nhược điểm đó là giá nhà phố thường cao hơn các căn hộ, vì thế với những người có thu nhập trung bình rất khó để sở hữu một căn nhà phố. Ít tiện ích nội khu và dịch vụ đi kèm, nhà phố đảm bảo tính riêng tư nhưng nếu xét về độ an toàn thì vẫn thua. Tiếp đến đó là đầu tư bất động sản là chung cư. Nhà chung cư được quy định là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh. Ưu điểm khi đầu tư mua chung cư đó là có không gian vui chơi và sinh hoạt cho gia đình, có nhiều hoạt động kinh doanh, giao lưu giữa các hộ dân cư trong khu chung cư. Có các ưu đãi từ chủ đầu tư, có chỗ để xe thoải mái, rộng rãi và an toàn, có bảo vệ, an ninh được thắt chặt. Tuy nhiên, nhược điểm đi kèm đó là các khoản phí như tiền điện, nước, phí chung cư, quản lý chặt chẽ, có nhiều chung cư gây ra nhiều tiếng ồn, đối với người thích sự yên tĩnh sẽ gặp nhiều bất cập. Ở chung cư thì không thể sửa chữa, điều chỉnh theo ý của mình, gặp nhiều khó khăn trong việc sửa chữa các vấn đề điện nước vì hệ thống được liên kết toàn bộ ngôi nhà, dễ xảy ra nguy cơ cháy nổ gây nguy hiểm đến tính mạng. Chuyển nhượng, mua bán lại gặp khó khăn và thường lại để càng lâu thì giá chung cư lại càng mất giá.
Đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. Bất động sản nghỉ dưỡng gồm biệt thự, biển nghỉ dưỡng, căn hộ, hotel, mini hotel, shop, nhà liền kề, v.v. được xây dựng tại các khu du lịch nghỉ dưỡng, sau đó bán lại cho các cá nhân tổ chức. Ưu điểm khi đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng đó là vừa sử dụng để sinh lời, đồng thời vẫn có thể sử dụng để ở, có thể khai thác kinh doanh hoặc ủy thác lại cho các đơn vị chuyên quản lý vận hành theo ý mình. Thu được khoản lợi nhuận bền vững hàng năm với mức lợi nhuận cam kết trung bình từ 8 đến 12% trên một năm trong vòng 8 đến 10 năm. Du lịch phát triển mạnh mẽ với lượng khách du lịch tăng cao, tạo nguồn lợi nhuận lớn cho bất động sản nghỉ dưỡng. Nhược điểm của loại bất động sản này đó là lợi nhuận phụ thuộc vào sự biến động của ngành du lịch và khách sạn, vốn đầu tư cao, đặc biệt lại là các trung tâm du lịch lớn hoặc là các bất động sản ven biển, hướng biển. Nhiều dự án vẫn gặp vấn đề về mặt pháp lý. Từ những phân tích trên thì ta có thể thấy là tùy vào loại hình đầu tư bất động sản mà bạn lựa chọn thì sẽ có tỷ lệ sinh lời khác nhau, tùy vào thời điểm và mong muốn của mỗi nhà đầu tư mà lựa chọn hình thức đầu tư bất động sản phù hợp. Ngoài ra, khi đầu tư vào một loại hình bất động sản nào đó thì bạn cũng cần lưu ý cho blog khởi nghiệp đến những yếu tố sau. Một, đó là quan tâm về vị trí. Vị trí là một trong những yếu tố cần tác động đến sự tăng trưởng về giá của sản phẩm bất động sản. Nếu rót tiền vào một dự án có vị trí trung tâm hoặc khu dân cư, khu công nghiệp hoặc có cuộc sống nhộn nhịp thì sẽ nâng cao cơ hội thanh khoản hơn là một dự án nằm sâu trong những khu ít dân cư, ít tuyến đường đi qua. 2. Đó là quan tâm về mặt pháp lý. Khi đầu tư bất động sản, chắc chắn là bạn không được bỏ qua yếu tố pháp lý. Việc bạn có quyền sử dụng sản phẩm bất động sản hay không phụ thuộc chính vào pháp lý. Dự án có khung pháp lý rõ ràng, minh bạch sẽ giúp tăng khả năng thanh khoản trong tương lai. 3. Đó là quan tâm về chủ đầu tư. Bạn có biết là một chủ đầu tư uy tín thì sẽ giúp bạn xử lý dòng tiền chính xác và một sản phẩm chất lượng, chủ đầu tư uy tín cũng tăng khả năng thanh khoản cho dự án. Trước khi đầu tư vào dự án bất động sản nào đó thì bạn nên tìm hiểu những dự án thành công trước đó của chủ đầu tư, hoạt động lâu chưa, dịch vụ khách hàng như thế nào, việc giải quyết rắc rối khi có sự cố như thế nào. 4. Quan tâm về tiện ích. Tiện ích cũng là một trong những yếu tố tạo sự thu hút cho nhà đầu tư bất động sản. Nếu bạn đang là khách hàng muốn sở hữu nơi an cư lý tưởng thì việc quan tâm tiện ích là điều bắt buộc khi bắt đầu và tìm hiểu. Mặt khác, nếu bạn mua sản phẩm bất động sản thì dự án có tiện ích phong phú sẽ ghi điểm nhiều hơn là một dự án lớn nhưng lại không có tiện ích nào nổi trội. Trên đây là 4 điều cần quan tâm đánh giá trước khi xuống tiền vào một dự án bất động sản nào đó. Đừng làm ngơ trước những nguy hiểm trong đầu tư bất động sản. Bác bỏ tất cả để đầu tư theo cảm tính là một trong những sai lầm của nhà đầu tư bất động sản mới. Hy vọng với tất tân tật những thông tin về bất động sản trên, blog khởi nghiệp có thể giúp bạn giải quyết những thắc mắc về các kênh đầu tư bất động sản, cung cấp tới các bạn những kiến thức về đầu tư bất động sản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của blog khởi nghiệp. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích nhé.